Cái xá xíu ngon quá nhờ. Nó vừa vị lắm. Đây là nước thịt của cá lấu của xá xíu luôn đó nhờ. Wow. Để em dĩa chị. Đấy em đồ ăn 30.000. Hello cả nhà, thì cả nhà ơi, Mập trước khi mấy đứa thử thách thì Mập có một cái lời kêu gọi cả nhà, đó là Mập kênh phụ của Mập đó là kênh Mập Food Vlog đã đăng lại clip rồi cả nhà. Sau hơn 2 tháng Mập ngưng đăng clip thì cả nhà qua bên đó cả nhà ủng hộ Mập bằng cách sao ta, coi clip ủng hộ Mập nha. Thì kênh đó là Mập sẽ đăng là 6 giờ sáng, còn kênh chính của Mập là kênh Mập Food này thì Mập sẽ đăng 12 giờ trưa hoặc là đâu đó là tầm khoảng 3 giờ 4 giờ là một clip, còn 6 giờ là cái clip đó là clip cố định mỗi ngày cả nhà, 6 giờ chiều á. Đó thì mong là cả nhà sẽ qua ủng hộ Mập nha cả nhà, để cho clip nhiều view cho Mập có động lực nha. Cảm ơn cả nhà. Nhỏ là 10.000, em bé ăn đó không? Bộ này đổ vô thêm hả? Nào hết đổ thêm. 20 tiền hộp cơm này với 500. Rồi. Cơm này già cái bán, nào bán thì mướn thôi ha. Rồi, mời em. Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Dạ, Mập đang đứng ở quán Cơm Tấm Thuý Nhi cả nhà. Nằm ở đường Sương Nguyệt Ánh này, phường gì chị? Phường A. Phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang nha nhà. Đó thì ở đây cái nhà thấy không, cái gọi là sao đó, topping của chị đồ ăn ê hề luôn. Nhưng mà lạ nhất là cái này là chị đã băm nhuyễn nha cả nhà, giống như là cái này xá xíu quá chị. Nó cũng giống xá xíu đó em. Dạ. Mình sườn nướng ra, mình bầm ra. Còn bên đây xíu mại hả chị? Thịt chân hả chị? Dạ. Ồ. Lạ không ha. Còn ở bên đây thì trứng này chị kho hả chị Khề, chị tên gì? Trứng này kho cưng, chị tên Thúy. Chị Thúy. Rồi chị Nhi là chị nào chị? Nhi là gái. À vậy là chị là chị với lại con gái của chị đứng tên tiệm đó là Thúy Nhi đó cả nhà. Đó. Thì ở đây chị bán một hộp như vậy là bao nhiêu tiền hả? 20 em. Ôi. 20.000. Quá bình dân luôn. Đó. 20 với 50. Chị bán mấy giờ tới mấy giờ vậy Thúy? Chị bán 6 giờ tới 12 giờ. 6 giờ sáng 12 giờ trưa đó nha. Đây này chị chưa hết, cái này là chị chuẩn bị thêm một bịch về chắc khoảng 10 kg nữa nè. Quá trời quá đất luôn. Một ngày mấy bịch vậy chị? Ngày 2-3 bịch chị đó. 2-3 bịch hả? 2-3-5 bịch đó. Trời. Thì ở đây là ngoài ra chỉ ở bên đây cũng là của chị luôn. Ở chị bán hủ tiếu đó nha. Không phải không ta? Hủ tiếu bò biên. Phở hả? Dạ phở mì hủ tiếu. Ai mà muốn vô đây ăn cơm tấm của chị á thì ăn, còn muốn ăn hủ tiếu muốn nước thì chị cũng có luôn. Đó. Chị cơm tấm này mình có phải là cơm tấm Long Xuyên không chị? Hay là cơm tấm nó hơi giống thôi chứ nó không giống gì mấy. Dạ. Mình không biết gọi cơm tấm này là cơm tấm Long Xuyên hay cơm tấm sườn nữa cả nhà, tại vì cái này là xá xíu, nó không phải là sườn. Xá xíu đi. Cơm tấm xá xíu mà. Cơm tấm xiên xíu đi. Xiên xíu đi. Thôi nói chứ đây chị làm giùm em dĩa này đi. Giờ chị làm bây giờ chị múc cơm. Chị làm cho khách đi, chị làm cho em. Ở đây chị bán lâu chưa thấy? Chị bán cũng 30-40 năm gì đó em ơi. 30-40 năm mà chị nói giống như nhẹ hiều hết trơn. 40-50 năm gì đó em. Đó mẹ bán chứ không phải chị bán. Dạ. Nhờ chị bán. Là chị là đời thứ hai rồi. Em thẳng từ từ. Cái này là của em gái bên cây Cục Đàn nha gái. Ôi em thấy có nước cốt sốt gì đó bên đó chị. Có nước sốt. Cái đó là mình chan ăn hay là mình chan vô cơm vậy? À, mình chan vô cơm đó em. Dạ. Cái nước sốt là của này mấy chị? À, nước sốt là nước thịt ra nè em. Rồi đã nha. Ở bên đây thì mình thấy có dưa mắm này cả nhà. Cái này là làm bằng đu đủ hả chị? À, cái này dưa mắm là đu đủ. Rồi bì với lại trứng. Trứng có dưa chua nè em, dưa chua nè. Dưa chua chỉ làm bằng dưa leo. Trứng chị cũng sắc cái nhuyễn luôn á nha. Cái này mấy đứa bé ăn chắc thích. Tại dạ, là mình bới sao em, bới sao? Thì chị bới cứ bới cơm đi, chừng nào Ngân em nói. Ngân hỏi lên trời nhiều chị ơi. Tại nhiều đó nó ăn không đủ nó gượt em chết. À, chị cứ bới đi. Mấy bà chế ở đây là cũng có coi kênh đó. Chán điều hết. Chị bây giờ nè, khoan chị thấy nó nghe nè. Bây giờ chị áo xanh đi. Bây giờ chị coi thằng Hoàng nó ăn nhiêu đủ, chị nói Ngưng giùm em cái chị. Ăn nhiêu đủ thôi. À, chị có coi thằng Hoàng chưa? Chưa, múc thêm hả? Múc thêm đi kìa đó. Chừng nào chị kêu Ngưng nè. Em ăn cỡ bao nhiêu dĩa? Hả? Rồi em ăn cỡ nhiêu dĩa không? Chị ơi, cứ tán là chị em đi. Đó chứ mà thêm nữa đi chị, thêm nữa đi. Ý là tính là cái tấm tiền nó góp vô ấy rồi nè. À, cái gì? Nữa không? Vậy đó ha. Rồi. Bạn mang ra xong cái tàn cắt cho lạnh ở sau lưng. 20 dĩa chưa thấm nữa. Nói gì chứ nó ăn chắc chừng mười mấy dĩa. À. Rồi thôi bây giờ chị cho em không chị nhắm mấy dĩa rồi. Mấy dĩa? Cái này là 15 dĩa. 15 dĩa hả? Thôi mà lấy chừng 10 phần đồ ăn thôi. Chị lấy cho em 10 phần này, 10 phần này, 10 phần kia, 10 phần nọ, 10 phần này, 10 phần này. Vậy cái nào đủ thứ á, 10 hết ha. Dưa mắm không? Dạ, cho nhiều cái đó. Ha. Chị để một góc à, cho nó đẹp cái dĩa cơm. Chị mượn hũ này. 20 hai hộp. Đổi đúng đi chị Linh. Đổi thôi, không ta. Hộp 20 cho bé hay hộp. Con chén sốt không? Rồi đợi chút. Nói là 8 giờ. Chị Linh đợi 100 đi. Để con đầy đủ không chứ mày còn đẹp. Rồi nha. 42 cho 100. Rồi 180 cho khách mà mình lấy là 2 chục rồi đúng rồi đó. Tuy là chị thấy dưa múc vậy á, nhưng mà trong bụng chị thắc mắc không biết là cái này là bao nhiêu đứa ăn. Chị có thắc mắc không vậy Thi? Không có thiệt á. Không, tại vì chị được đã nghe kể rồi. À. Tại chị có coi cái gì sumo gì đó, cái gì đó. Rồi chị biết là trứng nó dùng một phần vậy là được 1/4 trứng đó chị. Ừ. Cái này là 10 nè. Như 5 dạ. Trứng thì trẻ làm 2 là thành 10. Vậy ha. Dạ. Rồi giờ là trang món hành đã lên rồi ha. Chị cho đẹp. Trẻ không? Trẻ đi ha. Trẻ làm 2 đi chị. Mời đi nó đẹp. Ừ, nó đi. Để một chỗ để ra không? Đưa bên kia 66. 62 58, 58. Tiền dĩa cơm 20. Em có lấy nước sốt đó không? Nước sốt của thịt không? Này có mở 20 về đi nha. Đợi xíu mà chị. Rồi cái dĩa cơm đó của em bao nhiêu tiền như thế? Thôi tính 10 dĩa em. Hồi nãy chị bới cái cơm tới 15 không mà. Thôi được rồi, 10 dĩa được rồi. Là cho 5 phần cơm thêm. Cơm không khỏi tính. Rồi gấp đồ chua cho em để một góc sắc này 15 với 100. Nhìn cho nó bự ra. Chị cho vòng giùm em đó. Nó ngon. Sắp ra cho này nè, đừng có sắp lên đồ ăn, cần sắp bên góc này nè. Nhìn cho nó ngon ra. Chị đó là chỉ nhát nhất luôn á, trong đám lộn xộn á. Em thấy nãy giờ chỉ dạng cũng chết luôn. Chị ra với giao tiếp em nãy giờ luôn. Chị đang tính kiếm chồng đó. Chị tính kiếm chồng. Được rồi chị. Rồi cho em cái gì? Một chén nữa ha, một chén sốt. Một chén nước sốt. Với một chén mắm luôn đi, coi nào ngon nha. 20 của bé luôn chị, 20. Rồi cái đó là 200.000 nữa cả nhà. 20 ê hề không? Trời em cho súp này hả? Cho gì mua với nhau. Mua. Súp không á thì tặng, mà súp tái bò thì tính tiền. Rồi vậy thấy súp không là không có tính tiền. Dạ. Còn súp mà để đồ ăn thì mới tính tiền. Rồi cảm ơn bà chế. Đấy của bác kìa. Cái này thấy không? Chị biết hoàng luôn á. Đâu chị nói sao chồng chị coi sao rồi chị nói khán giả em nghe nữa nè. Mà coi lần là mấy tiếng hồ? Từ 3 tiếng tới 4 tiếng nằm chậm ngoài. 3 tiếng 4 tiếng là nó là 7 tiếng đó. 3 tiếng à. Rồi rất là vui khi mà gặp mấy chị mà mấy chị biết tụi em. Rồi cả nhà ơi, thì ở đây Hoàng có một cái dĩa cơm tấm này đó nha. Thì theo như chị nói là 15 phần cơm nhưng mà chỉ có bằng 10 phần đồ ăn thôi. Nhưng mà không quan trọng chuyện đó. Mà Mập quan trọng là Hoàng nó ăn để cho cả nhà cảm thấy kích thích đó cả nhà. Đó, thì anh gửi cho em một cái mic để em truyền sự kích thích cho cả nhà. Dạ. Cái nữa là bây giờ Mập sẽ cân thử coi cái dĩa này sẽ là bao nhiêu nha cả nhà. Em dỡ coi lên đi. Hỏi để không rồi. Chưa. Tắt thì tắt luôn được. Rồi, chưa nha. Rồi. Sẽ là 4,860 cả nhà. Thì bây giờ cái dĩa này thì nó sẽ là 1,860 thì tầm còn tầm đúng 3 kg luôn. Thì bây giờ Hoàng để trên đây Hoàng ăn luôn cả nhà. Thì phần thưởng hôm nay của Hoàng do là ăn gì? Ăn thưởng thức. À, không có lắm thời gian nên phần thưởng nó sẽ tương ứng với lại cái chuyện ăn thưởng thức, đó là khi mà Hoàng ăn xong thì Mập sẽ cho Hoàng quay cái vòng quay này. Dạ. Vòng quay thì ở đây sẽ có 1 triệu 250 với lại 1,5 triệu. Đó. Thì Hoàng quay vô trúng cái nào á thì Hoàng sẽ được lãnh số tiền tương ứng vậy. Đó. Thì cái này thì Mập nghĩ là cái phần thưởng này nó không có thấp và nó cũng không có cao lắm cả nhà, nó phù hợp. Rồi. Ok, yeah. Tại vì ngoài nó ăn thưởng thức nó không có bấm thời gian, không có gì gò bó hết. Dạ, yeah, ok. Rồi, em ăn cảm giác ngon nhất có thể ha. Dạ, dạ, dạ. Thì ở đây có đó là thịt khề nè. Rồi cái gì? Dạ. Yeah. Dưa mắm. Dưa mắm. Đây là bì. Còn đây là trứng chiên cắt ra cái nhà. Còn trứng đây là thịt chân. Đây là trứng kho. Và đây là thịt tá lấu. Không, thịt khề. Thịt khề. Mình ăn kiểu giống như cơm tấm Long Xuyên cái nhà nó dạng giống vậy. Nó na ná. Wow. Mày cả nhà nha. Có nhiều chị nói là đầm em Mập ơi em để lên đây cân giùm hôm đó liền mua căn mới. Ăn sẵn cái chim lên cho nó cao luôn cả nhà, cho nó nhìn cho nó đồ sộ chứ. Thì cả nhà ơi, Mập đang ngồi ở đây, Mập tính nói thêm nhưng mà bé Kim nhắn tin là bớt nói hộ em cái, thì thôi Mập không nói nữa, Mập đi chỗ khác luôn cả nhà, cho nó khỏe bản thân của Mập. Vừa nói nhiều mệt mà vừa bị chữ nữa, đi chỗ khác nữa. Rồi anh đưa em một cái mic nữa luôn. Gài lên đây luôn. Để anh đưa, để ở đây trước. Cái xá xíu này ngon quá nhờ. Nó vừa vị á. Đây là nước thịt của cá lấu à, của cá tiếu không cả nhà. Wow. Để cho em dĩa chị. Thấy em đồ ăn 30.000 nha. Dĩa 30.000 nha. Đúng ngon cả nhà. Thêm tái bò cho em nha. Súp mình ăn cơm á. Dạ không, con đừng lấy súp luôn. Có súp thịt heo, súp thịt bò, hai loại. Dạ không, em ăn. Dạ mình cho tái bò cho em. Con súp. Súp ăn. Thiếu. Ủa, ăn ổng mắm. Mắm kêu tụi quay quay. Coi sao kêu tụi quay quay. Không nha. Có trứng rồi đó nhờ. Là cái dĩa 20 thôi, ăn 30 nữa lát nữa cho dùng cái cũng cần. Làm dấu cái dấu dĩa bắt mừng vậy. Em dấu. Em ăn súp cá rồi chị, con chị làm luôn. Chị làm với em đó ăn súp cá rồi. Dạ hầm giờ luôn. Ở chị có trà đá không? Có. Em nào em muốn gì? Cho trà đá gì? Con biết súp không chị ơi? Nè, có súp nè, dễ nuốt. Dạ, đúng không? Rồi, tôi nói nha, ngày nào tôi ổng cũng phải bắt cãi vụ quay ổng cho tôi coi, ổng không cần lên là mở tivi. Có một cắn nguyên một à. À chân nó có nhà. Anh đang thưởng thức. Nhìn ngon quá nhào. Có con cũng đại. Cái mắm này ngon rồi cái nhào. Dưa leo quá được ớp chua luôn rồi. Nên rất ăn rất là ngon luôn. Wow. Wow, ngon quá. Mắc cỡ quen không? Quen rồi. Mắc cỡ nhất là ăn thôi á. Mấy tiếng này vô nó cũng lễ phép. Ăn lên nói nhiều câu mất rồi. Áo bay vô người. Nó quay nhà không có quay sửa được. Dinh phía ra ngoài bắt điện này Dinh. Còn miếng hành gãy Để anh đọc cho Hoàng nghe một bình luận nha. Để cho em có động lực em làm nghề ha. Đây, người xem có thấy công bằng không? Thật sự mình không ghét ai, mà sao cứ thấy thằng Hoàng là mình không thích, thấy nó giả tạo quá. Từ lúc có găng mới thấy nó nói chuyện kiểu láo láo, lúc ăn thì hay sai người ta này kia. Gỡ mày sai tao, tao cho mày lên bàn thờ chứ sai nhóc con. Thiệt nè, cái clip mà em với lại Khoa với lại Yến ăn phở Trang á, lấy thằng ghế dũng hả? Không như vậy á, có động lực chưa? Đúng rồi. Ý là lên Khoa gần thì nhờ lấy dùm thôi. Em có muốn nghe một bình luận kế tiếp không? Em bị tiêu cực rồi. Hả? Em đang bị tiêu cực trong đống tiêu cực rồi. Em muốn nghe một cái bình luận nào đó mà tích cực hơn. Ủa em muốn là đồ hả? Vậy thôi em ăn tiếp. Nè, anh sẽ tặng cho em một cái bình luận. Hoàng ăn ơi có một chút mắt vệ sinh. Thôi chứ không phải nói gì, nhưng mà anh đào ra 1000 cái bình luận, chỉ có 2 bình luận đó nói em thôi, hiểu không? Nên em là kiểu như là chỉ có 2 dấu chấm đen trong một cái tờ giấy trắng thôi, nên em đừng có để ý tới 2 dấu chấm đen đó, hiểu không? Em để ý với tờ giấy trắng á. Nói gì chứ trong lòng mày đang để ý thôi, tại 2 dấu chấm đen, đúng không? Anh có bánh mì không kìa? Em không lát quẹt thôi cho nó thôi. Đó. Anh làm em bị chửi rồi đó. Anh thấy chưa? Chửi ra rồi đó. Một cái giờ nó bình tĩnh nha, đấy mình sẽ nó chứ có thì quá xong rồi hả? Rồi. Dạ đây. Tới lúc anh nói rồi. Nước mày cũng chết luôn nha. Rồi nói chứ Hoàng ăn cả nhà thấy như sao cả nhà. Hồi nãy Mập cũng rất là xin lỗi em, nói gì Mập đọc 2 cái bình luận rất là toxic. Nhưng mà còn nhiều cái toxic nữa để Mập đọc sao. Nói chứ không phải. Nhiều khi mình nói vậy để cho Hoàng biết những cái điều mà người ta không thích nó để thay đổi. Để nó kiểu như là nó sẽ được 1000 lượt yêu thích luôn. Còn lại thật sự là không có ai mà hoàn hảo 100% hết. Không, ý là không có ai ghét nó luôn á nha. Chỉ môi móc lắm luôn á mới được 2 bình luận vậy. Nhưng mà cũng chưa có gọi là quá đáng lắm nữa. Hồi xưa là thực sự là anh làm là hơi bị chữ mà cái gọi là rất là quá đáng luôn á. Còn em bình thường người ta ghét vậy thôi. Rồi bây giờ sẽ làm phần thưởng của Hoàng nha nha. Đây quay em. Đây. Để nhìn cho cao. Làm gì thấy được. Là 1 triệu 2 1 triệu 2 50 nghe thấy không? Anh làm gì em chứ em đang bấm quẻ chưa rồi. Thôi em thấy rồi mày ơi. Không em không thấy hiểu á. Thôi thôi đừng nói vậy. Em không thấy. Thôi em đáng bị ba bình luận. Ủa? Em không thấy mà. Này 1 triệu. Dạ. Dạ. Ủa hả? Vậy? Dạ ok, để có lần. Dạ 1 triệu 250. Ý là mình chia đi em. Em trả tiền cơm luôn hết luôn hả chị? À, cái này là 200. Dạ. Dạ. Cái này là 30 nữa, 200 230. Dạ. Để tính nhiêu tính. Dạ. Một dĩa này có 200.000 nữa đó nha. Một dĩa cơm nó chỉ bán thù mà có 20.000 thôi. Thấy sao chị? Thấy sao? Được cho một lát. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Đó, mục đích chính của Mập với lại mấy đứa là muốn gửi cho cả nhà những clip giải trí cuối ngày. Đó, để cho cả nhà xem. Rồi mục đích thứ hai là kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống thôi. Còn cái thứ ba đó là cũng muốn làm một cái gì đó để đời cả nhà. Để sau này có một cái kỷ niệm để mình xem lại là cái giai đoạn mà Mập 30 tuổi, giai đoạn về 19 tuổi là mình có những cái kỷ niệm giống vậy. Chứ thật sự nói tranh nhau để ăn nhiều hay là tranh nhau để đứng nhất đứng nhì thì thật sự không có. Hả? Em có chắc là em có con không? 22 tuổi nữa. 22 tuổi kia có người yêu mà đã có con. Đó. Rồi thì nó chơi đi cả nhà. Thì đó là một những lời mà tâm sự thật lòng của Mập luôn á. Đó. Thì chủ yếu là chỉ kiếm tiền thôi. Thì Hoàng có công nhận với anh điều đó không? Dạ đúng rồi, kiểu như là sẽ có một số luồng ý kiến sẽ tô xía và có một số ý kiến sẽ yêu quý mình, kiểu như là tô xít thì mình nhận đó và mình tiếp thu đó, mình sửa đổi. Còn mọi người mình comment tích cực thì mình cảm thấy vui và mình kiểu như là mình muốn cống hiến hơn cho mọi người xem những clip hay hơn. Dạ thì nói chung là được ăn ngon và truyền tải các món ăn ngon đến cả nhà là em là điều em mong muốn trước. Dạ. Vậy thôi khỏi lấy tiền. Em xin khỏi lấy tiền là một câu chuyện khác nữa. Rồi thôi thì Mập với lại Hoàng kết thúc clip tại đây. Thì Mập rất là mong là cả nhà sẽ ủng hộ những cái sản phẩm của anh em và đi theo dõi hành trình của anh em khi mà ở Sài Gòn hoặc là ở các tỉnh hoặc là đi giao lưu với lại tất cả những cái kênh cả nhà. Và đừng quên cả nhà, nếu mà Mập có quay quán nào Mập giới thiệu địa chỉ quán á, thì cả nhà nếu mà có ăn ngon hay dở thì cả nhà cứ quay lại những cái clip mà Mập giới thiệu đó, cả nhà bình luận cho Mập biết để mai mốt Mập biết cái gu của tụi mình sao để mình review cho nó chân thật hơn xíu nữa, nó hấp dẫn hơn xíu nữa cả nhà. Còn bây giờ thì cảm ơn cả nhà nãy giờ đã dành thời gian quý báu xem hết clip và hẹn gặp cả nhà clip sau nha. Bye bye.